Ngọc xin chào cả nhà hết nha, cả nhà thân yêu yêu. Hôm nay là mình mới ra ngoài nha, trời hôm nay có nắng. Cả nhà mình nhìn thấy ánh nắng chưa? Trời hôm nay có nắng cho mấy cái hoa bông đồ nó mọc lên hết nè. Nó chỗ hoa. À, giờ mình ra ngoài ngoài sau vườn của mình để mình review cho cả nhà mình xem chút xíu thôi. Tại vì hôm nay mình cũng không có ra vườn, trời gió và mưa cho nên ở trong nhà không, cả nhà không dám ra ngoài. Bây giờ mình ra ngoài mà mình ở trong vườn nhà mình mà còn, mình còn phải bịt cái khẩu trang nha, tại vì bây giờ là ở các nơi nó bùng phát dịch bệnh trở lại, coi như là các cái nhà thương là giờ quá tải ở bên Pháp, cho nên giờ cái con dê trùng nó thấy mình, cái con virus nó thấy mình chứ mình không thấy nó, cho nên là cần nhất là mình xài cái khẩu trang để không thôi mình hít thở á thì nó sẽ vô người mình. Mình cẩn thận thì nó tốt hơn nha cả nhà. Ale, go. Oliva. Đi từ từ để không thôi nó bị rung. Thì hôm nay chưa có bông của trái sơ ri đâu, chưa có. Nắng nhưng mà chưa có nha cả nhà. Này cả nhà mình thấy nắng không? Nhưng mà im lìm. Chưa có ai làm gì ngoài rẫy hết. À, ở bên này giờ nó đang tháo ra hết để nó làm gì lại kìa. Mình cũng chưa có dọn dẹp để mà cày xới đất lên để trồng trọt nữa. Chưa. Vì còn lạnh nữa cả nhà. Đây cả nhà ơi, bông nó chưa ra cả nhà. Cái nụ nó còn, nó chưa có nở. Tháng 4, tháng 5 chứ tháng 5 nó mới nở. À giờ còn lạnh. Chết mồ. Cái này nó xanh xanh rồi nè. Chưa hết cái này nó có nắng nó chỗ rồi. Tại chỗ sớm quá là rụng, không còn cái, không còn một trái để ăn nha. Wow, nó nở xanh xanh hết rồi. Bên đó người ta chưa có khởi công trồng trồng lại trái dâu. Tại vì còn lạnh nữa cả nhà. Trồng sớm quá sợ nó chết. Chim nó đang ở trên cây Sapa. Đó. Cả nhà thấy nó lên cao chưa? À, nút trên thấy không? Đi xuống tới từ từ xuống dưới đây. Trời nắng nhưng mà lạnh nha cả nhà. Nắng mà lạnh. Mình bận hai cái mông tô. Rồi mấy con chim nó bơi móc nó kiếm cái côn trùng nó ăn á, xong rồi, nó bư mấy cái trái sa ten nè, từ lưa hết trơn nè, mấy con chim này.
Cả nhà ơi, cả nhà thấy bông tím chưa? Hoa tím, hoa dại, hoa màu tím. Chim nó bơi nó kiếm tùm lum hết để nó kiếm mấy con trùng để nó ăn. Ở nhà thấy điều hiu hết ha, vắng lặng hết, không không có một bóng người mà nghe im khe hết. Cây chưa ra lá ra bông luôn, chỉ nghe tiếng chim. Tiếng chim nó líu lo trên cành. Đây là cả nhà, hoa cải nè cả nhà. Nhà thấy hoa cải chưa? Màu tím. Vườn mình thì cây mấy cái cây ăn trái này nó chưa có ra bông. Nó mà ra bông rồi á là ngày nào mình cũng làm video hết. Giờ là chưa có chỗ hoa, chưa chỗ lá, mới có mấy cái bông mà bông dại thôi. Nó có bông dại màu tím nè. Bông của mình trồng đây thì nó cũng chưa có lên gì mấy. Đó. Chưa có ấm á, cho nên nó chưa có lên nhiều. Nó mới đơm đơm lên thôi. Bên kia ông kia ông cày xới đất hết rồi. Bên mình thì chưa, ông xã mình chưa có cài. Con cu nó kêu rồi cả nhà mình nghe không? Nó ở trên nóc nhà của mình nó kêu. Đó. Con cu cục. Con cu cục. Nó kêu cu cu cục. Mình đặt lại là con cu cục. Wow. Cái này sao bung ra trời. Vậy là có ai qua leo qua nhà mình nè. Wow. Đây nè. Vậy là có người qua nhà mình nè. Đó, có người leo qua rồi nè. Sụp cái tấm này cả nhà thấy không? Đó. Sụp hai cái cây này xuống luôn. Là có người leo. Có người leo nha, có người leo qua cái cây này mới sụp nè. Leo qua cái cây này mới sụp chứ không phải tự nhiên mà nó sụp đâu. Để hơi kêu ông xã mình ra xem. Lúc này là khổ quá rồi, rồi cũng cũng có ăn trộm, ăn cắp nhỉ nha cả nhà. Nó khổ quá giờ nó ăn trộm ăn cắp luôn.
Mình cho cả nhà mình xem cái cây mai vàng của mình là đây cả nhà thấy không, cái hồng của mình nó ra lá hết rồi nha. Đây cái hồng màu đỏ ra lá hết rồi. Đây là cái mai của mình. Đó, nó búp 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 ra hết rồi nè cả nhà. Cái mai vàng. Năm nay cây này nó không có bông nhiều bằng năm ngoái. Nè, cái cây à. Tại vì năm nay không có cắt nó đó. Không có ra nhiều. Cái này mình cũng găm. Mình cắt rồi mình găm, cắt cái chìa như vậy nè. Cắt mấy cây như vậy cái găm xuống là nó cũng lên vậy á. Cái này nó mới có vừa chỗ chỗ ra. Đây cũng bông hồng màu đỏ luôn, ra lá hết rồi. Đây là cây dương liễu cũng ra lá hết rồi nè. Đó, ra lá hết rồi đó. Này là cái bông này của mình nó có được hai cái rồi. Còn bông bông cải cái gì? Bông này tự nhiên nha cả nhà, đó. Tự nhiên luôn. Cả nhà mình thấy không, lúc lúc đằng kia tự nhiên luôn. Không có trồng nha. Một vườn hoa dại. Một vườn hoa dại đủ màu hết nha. Màu trắng có, màu tím có nha cả nhà. Đây. Bên đây là màu trắng. Màu tím. Đó. Một sân hoa đủ màu. Này tự nhiên nó mọc lên nha cả nhà. Rồi cái video mình đến đây thì mình cũng xin kết thúc, và cũng rất rất là cảm ơn cả nhà thời gian cùng mình đồng hành những cái theo chân mình đi làm những cái video. Rất cảm ơn cả nhà và mong cả nhà hãy ủng hộ cho mình và comment cho mình, chia sẻ ra cho mình và gì nữa nè, và nhấn chuông đăng ký để sớm được cái những cái video khác. Cho cả nhà mình cùng xem, mặc dù mình làm nó không có hay bằng những cái kênh lớn, thì nhỏ nhỏ thì mong cả nhà vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà hết nha cả nhà. Over, I love you too much.